Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C4, trang 29, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C4 như sau. Trên hình 10.2 vẽ các ký hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến trở có ký hiệu sơ đồ A, B, C. Ta quan sát hình 10.2 và trả lời bài C4 như sau. Hoạt động của biến trở có ký hiệu sơ đồ A, B, C được mô tả như sau. Đó là khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua. Do đó, làm thay đổi điện trở của biến trở. Cụ thể như sau. Nếu đầu con chạy dịch chuyển sang bên trái, thì chiều dài phần điện trở tham gia vào mạch điện sẽ giảm. Điều này dẫn đến điện trở của biến trở lúc này giảm. Và ngược lại, nếu dịch chuyển con chạy sang bên phải,
Khi dịch chuyển con chạy sang bên phải, thì điện trở của phần biến trở tham gia vào mạch điện sẽ tăng. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C4.